Chiều nay tại thủ đô Viêng Chăn của Lào đã diễn ra phiên toàn thể thứ hai và lễ bế mạc hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất. Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam CLV lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp thông qua tuyên bố chung về tăng cường vai trò của nghị viện trong thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa ba nước. Ba chủ tịch Quốc hội đã ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện nhằm duy trì và bảo vệ sự hợp tác chặt chẽ cùng có lợi giữa Quốc hội ba nước, qua đó thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, kinh tế vì sự phát triển kinh tế xã hội của ba nước, thực hiện mạnh mẽ vai trò giám sát của Quốc hội trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại vì lợi ích chung của người dân trong khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam CLV-DTA và ba nước. Tuyên bố chung cũng thể hiện sự nhất trí của ba quốc hội về các ưu tiên hợp tác trong ba trụ cột về chính trị đối ngoại, quốc phòng an ninh và kinh tế văn hóa xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu đánh giá cao nội dung tuyên bố chung của hội nghị khi đề cập đến các vấn đề quan tâm chung của ba nước hiện nay, đồng thời khẳng định quyết tâm của các cơ quan nghị viện đồng hành cùng chính phủ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết vì lợi ích của nhân dân ba nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thế giới đầy biến động và phức tạp như hiện nay, với những hình thái tập hợp lực lượng đa dạng, sự cạnh tranh gay gắt, thì việc tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết giữa ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ba quốc hội cần phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, thúc đẩy giám sát các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước như định hướng về tổng thể quan hệ ba nước đã được ba người đứng đầu ba đảng thống nhất. Củng cố trụ cột về quốc phòng an ninh, tăng cường hợp tác trong công tác đối ngoại, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường hợp tác văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật, du lịch nông nghiệp, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các địa phương của ba nước trên cơ sở phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các quốc hội Lào và Campuchia, tiếp tục thúc đẩy vai trò của Quốc hội trong giám sát việc thực hiện các kế hoạch phát triển ngày càng hiệu quả hơn nữa, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã thống nhất trong tuyên bố chung, cùng nhau thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại, tiến tới hoàn thành mục tiêu phát triển đã đề ra. Tại lễ bế mạc, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhận bàn giao từ Quốc hội Lào trọng trách nước chủ nhà hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần thứ hai dự kiến tổ chức vào năm 2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội hai nước tham dự các hoạt động của Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần thứ hai tại Việt Nam, cùng tạo dựng dấu ấn mới cho hợp tác ba quốc hội, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa ba nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Lào và Campuchia đã theo dõi đoạn phim ấn tượng về đất nước, con người và những thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đã tổ chức hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố, các nước ASEAN Trung Quốc lần thứ 13 với chủ đề Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, phát biểu khai mạc hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, ASEAN hiện là mái nhà chung của 10 thành viên, với sự đa dạng về chế độ chính trị, văn hóa, ngôn ngữ, trình độ phát triển, nhưng gắn kết chặt chẽ vì mục tiêu hướng đến người dân, lấy người dân làm trung tâm, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Từ năm 1995, Việt Nam đã trở thành thành viên của ASEAN. Trong 28 năm qua, Việt Nam đã tích cực hợp tác với các nước thành viên để cùng xây dựng bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa ASEAN với các đối tác. Trong đó, Trung Quốc là đối tác đặc biệt quan trọng của Việt Nam và ASEAN trên tất cả các lĩnh vực. Cho đến nay, ASEAN và Trung Quốc đã triển khai nhiều cơ chế hợp tác, bao gồm hội nghị cấp cao thường niên và các hội nghị hợp tác chuyên ngành, trong đó có lĩnh vực tư pháp và pháp luật. Gần 20 năm, với 12 kỳ hội nghị đã được tổ chức, Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN, Trung Quốc đã chứng minh được giá trị tích cực là diễn đàn quan trọng để những người đứng đầu cơ quan Viện Kiểm sát, Viện Công tố trong khu vực gặp gỡ trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác và chung tay giải quyết những thách thức trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Đánh giá cao hội nghị đã lựa chọn chủ đề Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Chủ tịch nước tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm trước sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển của mỗi quốc gia, hội nghị sẽ tìm ra được giải pháp hữu hiệu, thống nhất hành động giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia,
đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước ASEAN và Trung Quốc vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Tại hội nghị, các trưởng đoàn đại biểu Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc trình bày tham luận, chỉ ra thách thức của tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia đối với an ninh, an toàn của mỗi quốc gia và khu vực, chia sẻ những thành công, thực tiễn tốt và khó khăn của các nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, đề xuất các biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Chiều nay, sau một ngày làm việc, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN Trung Quốc đã cùng nhau ký thông qua bản tuyên bố chung và bế mạc hội nghị. Trước đó, trong sáng nay, tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính phủ đã họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023. Thủ tướng chỉ đạo thời gian tới tập trung ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng, trong đó phải tháo gỡ được khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương kết quả đạt được, đồng thời cũng nêu những khó khăn, thách thức, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đặc biệt, cần lưu ý tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tập trung phát triển mạnh các ngành lĩnh vực chủ yếu, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính lan tỏa, chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu. Cùng với đó, triển khai quyết liệt bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, nhiệm vụ, công việc được giao hoàn thành trong năm 2023, gồm các dự án đường bộ cao tốc, các dự án đường sắt, cảng hàng không, phát triển mạnh du lịch với loại hình du lịch miễn visa. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể và lưu ý các bộ, ngành địa phương, nhất là người đứng đầu, đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo. Thưa quý vị, việc chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hay sửa đổi biểu giá điện bán lẻ bậc thang, vụ đấu giá 3 mỏ cát cao bất thường ở Hà Nội, đó là một số vấn đề đã được các cơ quan báo chí quan tâm tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Lý giải về sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì quy định giá điện sinh hoạt theo bậc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc thiết kế giá bán lẻ điện cho sinh hoạt theo các cấp bậc phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân. Các hộ phải có mức sử dụng điện từ 710 kW một tháng trở xuống, chiếm khoảng 98% số hộ sẽ có số tiền điện phải trả giảm đi so với cách tính cũ là 6 bậc. Thì việc ghép lại bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế được một phần tiền điện phải trả tăng cao trong những cái tháng đổi mùa. Trả lời báo chí liên quan đến sự việc đang khiến dư luận ồn ào ở Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, vụ nhóm học sinh nhốt cô giáo, ném đồ vào người là rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận. Nếu cái trách nhiệm liên quan tới nhà trường, liên quan tới lãnh đạo nhà trường, những gì liên quan tới học sinh, rồi cả trách nhiệm của cả phụ huynh, phải xem xét tổng thể để có những cái biện pháp xử lý trước mắt để cần thiết để chấn chỉnh. Thì cái việc đội ngũ giáo viên ấy, cái việc quy trình từ việc đào tạo, bồi dưỡng, nhưng mà trong quá trình sử dụng, tuyển dụng rồi đánh giá cả về chuyên môn, đánh giá cả về mặt phẩm chất, rồi những kỹ năng trong quá trình xử lý. Về kết quả rà soát đấu giá 3 mỏ cát Châu Sơn, Tây Đằng và Liên Mạc, trong đó có mỏ giá chúng tăng gấp hàng trăm lần giá khởi điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết đây là vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị nên công tác kiểm tra cần có thời gian đánh giá cụ thể toàn diện từ khảo sát, đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá bảo đảm chặt chẽ đúng quy định.